is falling for me. I love the way that feel. And all I feel, and all I feel, keep on falling for me. I love the way that feel. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, out this place so yummy, yeah. Took it, took it, when I find the thing I like. Dollar, dollar, dropping on my app tonight. Biến gì thì biến, cũng phải quay trở lại bếp để nấu hoàn thành món ăn chứ. Dropping on my app tonight. Dollar bill, dollar bill, world is falling for me. I love the way that feel. Dollar bill, dollar bill, keep on falling for me. I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, out this place so yummy, yeah. Took it, when I find the thing I like. Dollar, dollar, dropping on my app tonight. Sau một hồi feel với cái bếp thân thương của mình đó hả? Và bây giờ cái món ăn nổ tiếu Nam Giang của mình đã hoàn thành. Hi, hello cả nhà, và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục review một món mới, đó là món hủ tiếu Nam Giang nha mọi người. Hôm nay là cái gọi là ngày Tết Tây nên nhà hàng xóm hát á, mở nhạc cũng rất là nhiều, mà khi mà mình đăng lên thì nó sẽ bị về vấn đề bản quyền bài hát á, nên mình sẽ rất là hạn chế nói trong cái clip này, mong mọi người thông cảm với mình nhé. Trong clip này mình cũng sẽ ăn nhiều hơn là nói nha bạn. Ảnh hưởng nhạc á, khi mình đăng lên nhà nó dính vô cái video á, nó bị lỗi bản quyền về nhạc các bạn. Các bạn thông cảm nha, mình sẽ lướt rất là nhanh trong cái clip này. Nếu mọi người có muốn giải trí thì hãy vào kênh YouTube của mình nha, Ông Giáo Trẻ Về Tóc. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình thật là nhiều thật nhiều. Tim tim tim.
Nhưng lần thứ ba hình như mình nhớ lại bạn, món hủ tiếu này mình nấu lần thứ ba rồi, nó tiến bộ hơn nhiều bạn. Nếu các bạn có yêu thương mình thì hãy cho mình một lượt xem, một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau. Bye bye.